Hiện giờ thì tôi và bà bán phở đã đến chợ Phong Lưu Sơn Vĩ và Mỹ Hải. Đã đến chợ nha. Đấy, bà bán phở thì đang hỏi thăm về người Xuồng, dân tộc Xuồng ở chỉ có duy nhất Hà Giang là có dân tộc Xuồng nhé. Chắc là các bạn cũng chưa bao giờ nghe thấy cái dân tộc này. Đây cô này. Ở Hà Giang là có mỗi Hà Giang có dân tộc Xuồng thôi phải không cô? Dân tộc Xuồng, dân tộc Nùng. Nùng. Cùng là một bộ đấy phải không? Nùng mới là Xuồng là một phải không? Nhưng sao không ghi là Nùng mà ghi là Xuồng? Nùng cũng ghi, Xuồng cũng ghi mà. Thế à? Nhưng mà trong chứng minh thư là ghi là dân tộc Xuồng hay là dân tộc Nùng? Nếu mà mình ghi làm chứng minh thư là dân tộc Xuồng cũng ghi đến dân tộc Xuồng mà. Thế à? Như của cô là ghi dân tộc giấy nữa cơ, mà giấy cũng ghi giấy mà. Thế à? Nhiều cái, có người này ghi, có người này. Như của cô là như của cô là ghi là Xuồng hay là gì? Xuồng à? Ăn phở nhỉ? Không đói tí nữa mấy ông kia mới vào. Ăn phở đây hay ăn phở ra ngoài nhỉ? Vâng. Đây chính là cái kiểu khăn này là khăn buộc kiểu của người Trung Quốc. Hôm nay thì chợ này nó ở đây là cũng giáp với cả Trung Quốc, đâm ra là có, như tôi nói là có rất nhiều người ở bên Trung Quốc sang giao lưu với cả người Việt Nam ở cái chợ biên giới này. Đấy. Bây giờ thì phải tìm cái chỗ nào ăn cái gì ấy chứ. Hả? Ăn đây luôn hay là ra ngoài chỗ kia? Hả? Ăn phở đây nhá. Chị có ăn phở đây được không? Nhá. Ừ. Dạ. Cô ơi có phở chưa? Cho cháu 3 bát phở. Vâng. Một bát không hành nhá. Một bát không cho hành. Một bát không cho hành nhá. Vâng. Ăn phở đây là ăn phở đây kia. Phở như nào? Đâu anh Hải? Phở này phở Trung Quốc à? Phở này phở. Sao sợi to thế? Ăn phở Minh. Khác thế nhỉ? Ăn phở đấy đi, cho lạ. Đấy như kiểu bún ấy. Hả? À? Ô, cái này còn lạ nữa à? Hả? Phở tự tráng à? Tự tráng hay là như nào đây? Phở này mà. Rau hả? Hay là phở khô ấy đấy? Phở khô. Hay ăn cái này? Bún này là bún mình tự làm đúng không? Được rồi thì ăn bún. Hả? À, tên nào? Ơi! Sợi bún ở đây thì rất to nhé, như cái sợi bún Huế ấy. Dạ. Mà ăn ngon. Ngon lắm à? Ừ. Vâng. Được rồi, hôm nay thì nghe thấy cô quảng cáo vậy thì cháu sẽ ăn thử một bát của cháu thì không cho hành nhá. Còn đâu hai bát kia thì cho hành. Ăn bằng Âu này cơ. Ăn Âu chứ, à. Ăn Âu mới có canh chứ. Cho ba bé nó không có canh à? À đấy à, cho nhiều nước một tí. Vâng, tí nó cho nhiều nước canh ấy. Bà ăn phở đang quay mình kìa. Chắc là đi từ sớm mà cũng đói rồi. Chị ơi, cái bún này là họ tự làm đây đấy, bằng cái khuôn đấy, khuôn ép gỗ ấy. Đấy, sợi bún này này. Đấy. Tự làm ở nhà. Thế à? Em luôn. Của người Xuồng. Làm 3 bát à? 3 bát, 1 bát không cho hành. Vâng. Hành thì tùy thôi. Ai dạ. Thích sướng thì sướng. À, hành có nghĩa là để ở ngoài kia. Ai thích thì sướng thì sướng, không sướng thì tùy. Cái bếp này là mình mua. Cái bếp này cũng lạ nhỉ. Bếp này bếp Trung Quốc ấy chứ. Mấy triệu à? 2 triệu cái bếp này ạ. À. Lạ đấy nhỉ. Ở đây thì gần như là đồ chủ yếu là đồ Trung Quốc. Phải không? À, nhưng mà đừng có ai nói là đồ Trung Quốc là không tốt nhé. Mà đây cái bếp này rất là tốt đây này. Có
mà các bác ấy đang dùng đây. Ăn thịt gà, ăn thịt lợn. À, chị cho cả gà lẫn lợn. Vâng. Đây là thịt lợn này. Còn đây là thịt gà này. Đây là ba bát bún của chúng tôi nhá. Bà bán phở đang cười đấy. Bà bán phở đã làm phở như này bao giờ chưa? Nói thật là hôm nay thì vào đến trung tâm xã này thì bây giờ là đói rồi, phải ngồi thôi. Đấy. Đang rất là hấp dẫn nha. Bếp này là bếp tiết kiệm củi. Rất là khói. Đấy, chị này chị hút cả thuốc lào thôi. Làm hơi nữa chị. Chị ơi. Ây da, khói nghi ngút luôn. Làm bi nữa, dạ. Ôi, bắn 3 bi liên tục. Ừ. Bắn phát 3 bi liên tục. Được. Bà bắn phở thấy hấp dẫn quá vào ấy. Thử được không? Người mất anh Hải nói chuyện được không? Hỏi em phải hai con không? Ô, đừng đi gió. Hai đứa con của chị. Chị buôn bán ở đây hay là chị đi chợ tầm hôm nay thôi? Đây là cô rất là nên tôi gió gì à? Người Sơn Vĩ luôn à? Hôm nay chị đi chợ, hôm nay có khác những ngày lần trước chị đi không? Hôm nay là chị đi chợ thôi. Đây, tô phở của chúng tôi đây. Chị ơi, ra ăn phở thôi, cho nóng. Đây. Tô phở của ba chị em đây. Phở chưa ngon chưa? Tuyệt vọng luôn. Đây, tô phở đây. Bà bán phở choáng luôn. Bà bán phở chụp mô hình như này. Bà bán phở chặt cho không có nổi. Cái này là bà bán phở chào thua chính thức luôn á. Chụp mô hình kỷ niệm á. Chị ăn không? Ăn luôn hả? Vâng. Rồi nha, bây giờ tôi phải ăn cho nóng. Bà bán phở thì còn phải đi chụp mô hình đã. Đây nha, hành họ Thái đây nha, dài 5 phân luôn. Dạ. Ngồi đâu chị? Anh ngồi đây luôn không? Anh Hải á? Sang đây ngồi này anh Hải. Anh ngồi đấy cũng được. Đây, bên này rồi. Vâng. Để mi lông hành. Hành sao mà cắt dài này hả? Vậy đâu, hành nó phải dài thế nó mới đúng ăn phở chứ. Hành phải dài như vậy nó mới ngon. Đúng rồi, cảm ơn. Hành này hơi đặc biệt đấy. Hành này để riêng cho nên là
phải dặn không hành á, cô nói là đó tự cho đó. Đây có một người ăn không hành đây. Thôi, em mời chị nha, mời anh nha. Đấy. Bà bán phở ăn vào cái muỗng to không? Đèn nào cái gì mà cái ta quá ngon. Tuyệt vời lắm. Ngon. Phở vùng cao. Nhưng mà nó thật lòng nha. Người vùng cao là thế. Ăn xong cái muỗng này á. Thật ra nó cũng dễ ăn lắm các bạn. Nếu nó không có như chúng ta nghĩ đâu. Bảo có người đo nãy giờ đó, nhưng mà giờ ăn nãy giờ xong là thấy cũng có một cái hai và lý do tại sao người ta cứ giữ cái muỗng này người ta ăn hoài. Chứ đừng có ta ăn thử rồi mới biết. Tức là nhiều bữa giờ thấy là em giống sống núi đá ăn cái này á, mình cũng khó chịu lắm, mà thích ăn gì mà kỳ cục, cái muỗng nhỏ mà ăn. Nhưng mà cũng hay. Đây chính là xôi nhá, xôi ngũ sắc à hay là xôi gì đây ạ? Xôi đây là lá thôi, lá nhộm thôi. Nhưng mà nó gọi là xôi ba màu hay bốn màu đây? Ba màu. Tam sắc à? Có kiểu búi tóc rất là lạ nhá. Đẹp chưa? Bà bán phở ngồi bên kia. Đấy, bà bán phở đang ngồi đây uống rượu nhá. Uống rượu đây nhá. Em ngồi đây này. Không, em không uống được rượu, tí nữa em phải đi. Tí em phải đi xe máy. Cho bà bán phở uống là được rồi. Nó không đồng tiền nhá. Hay là bà bán phở hút một điếu thuốc nào đi nào. Đây. Kỳ lắm á, cho bà chưa rồi. Quay vòng à, quay vòng à. À, rượu đựng trong bia. Đúng rồi. Không, uống mấy cả đồng bào là phải uống hết đấy. Đây nha, mua cái mía này là mía Trung Quốc à?
phải không? Đấy, mía của Trung Quốc nhá. Đấy. Thì đưa thì bà bán phở ăn thử một cái mía Trung Quốc xem nó ngon không nha. Ngọt lắm, đốt ngắn rồi thôi nhưng mà cực mềm. Không cần phải ấy. Giòn giòn nữa. Vâng. Mía Trung Quốc không mềm. Ừ. Cứ giòn. Chị ăn thử xem, ngọt lắm. Cắn thử nhai á. Chúng bảo phải là trùm ăn mía luôn á. Thế à? Cái này trồng ở Trung Quốc à? Cái này trồng Trung Quốc. Yeah. Ngon. Cái giòn đó thật ra nó giòn á, nhưng mà để coi. Nó giòn hơn bữa chị ăn ở Khâu Phan cũng rất là mềm. Ngọt. Ngọt không? Ngọt. Nhưng mà không có gắt. Vâng. Phần gốc đấy không? Dạ, phần gốc. Đấy. Bây giờ thì chợ Phong Lưu đang đông, rất đông. Đấy. Thì một rất đông nhá. Ôi. Bà bán phở thì ở chỗ nào rồi tôi không biết nữa. Chắc là đi xuống tít dưới kia rồi. Phong cảnh và cái khung cảnh của chợ rất là đang nhộn nhịp. Đấy. Thôi bây giờ tôi xin kết thúc video của mình ở đây. Để đi tìm bà bán phở. Để chuẩn bị hai chị em còn đi ra ngoài huyện.